đợi đã đời á, thì cái trái sake này nó cũng già rồi nè mọi người. Vô tình thì cái khuôn tàn ông mình đặt cũng về tới. Hôm nay làm thử bánh sake tàn ông nha, let's go. Hồi á thì kiếm một trái không ra, còn hồi thì nó hằng hà luôn. Mà năm nay cái cây sake nhà mình chắc là nó có chuyện rồi. Sơ hở cái nó đùng đùng bộp bộp còn hơn là người ta bắn pháo bông nữa. Hồi hổm nó bị sao đục thân nó đục đó, tưởng đâu nó chết rồi. Nhà tôi thấy nó ủ rũ héo úa còn hơn bị cà rết ruồng bỏ nữa, tưởng đâu là xong rồi. Ai dè nó cũng dán dưỡng cho mấy cái trái này to to nè, phải nở gai như vậy mới được nha. Mà cái này là ăn đỡ thôi, chứ phải nở gai to hơn nữa thì ăn mới béo mới bùi mới ngon. Còn kiểu chưa nở gai ăn sự ngắt chán cuộc đời lắm. Bà nào mà giống tôi đam mê mấy cái bộ môn mà chiên chiên xào xào á thì chắc là thích cái thằng này nè, tại vì nó béo nó bùi dữ lắm. Tôi là tôi khoái nó hơn khoai lang dữ lắm, mà chiên hoài cũng chán. Hôm nay mình đổi đi. Bữa hôm kia đi chợ thấy cái cô kia cô bán bánh tàn ong mọi người, 10 cành 3 cái. Tự nhiên cái sáng tạo nội dung nhập vô tôi liền mấy bà. Ngồi suy nghĩ trời, nhà mình có cây sake cháy quá trời. Bây giờ mình sáng tạo qua cái món tàn ong sake, trời đất ơi, thành công một cái là vượt trội liền, mở tiệm cạnh tranh sát bên liền. Tại vì cái đặc trưng của cái trái sake này là nó bùi nó béo, mà làm được cái bánh tàn ong sake này là nó ra nó bùi nó béo là nó ngon lắm á, tôi nghĩ vậy mọi người. Bởi vậy dứt làm liền, lên mạng đặt cái khuôn về liền. Rồi cái công thức bột nha, 4 cái trứng gà, 250g đường, cho vào đây 300g bột gạo nha. Rồi bây giờ mấy bà sẽ hỏi tôi, ủa phía sake đâu phía? Đợi từ từ coi tới cuối video đi. Cái này là lẽ ra phải dùng 400g nước cốt dừa, nhưng mà làm biếng đi mua quá, sẵn ở nhà có hai cái trái dừa mà cái khôm nó hơi già nên tôi sai ra tôi đổ vô luôn. Thế sáng tạo dễ sợ chưa? Rồi cái sake hồi nãy á thì mình sẽ đem đi hấp nha. Hấp thấy tụi nó mềm như thế này thì xách tụi nó ra mình xay. Xay cho nó nhuyễn rồi á thì mình sẽ bỏ vô trong cái thau này, mình sẽ trộn đều nó lên. Mà lời khuyên của tôi nè, bỏ hẳn vô trong cái máy xay, đánh tụi nó đều lên hết là được. Đừng có mà cực khổ như tôi bày đặt bỏ vô thau rồi sau đó đổ vô rây, vừa lọc qua rây, trời ơi. Nhìn vậy thôi chứ sao hậu trường là tôi xách tụi nó vô máy xay tôi xay lên đó nha quý vị. Lời thật thì mất lòng đó, nó là sự thật nha. Giả bộ coi như là tôi lọc qua rây đi ha, thì mình sẽ có được một cái hỗn hợp nó mịn nhuyễn như thế này nè. Bà nào không có máy xay thì ráng là lọc qua rây đi. Chứ nó lục cục lòn hòn thì nước không có ngon. Rồi lấy cái khuôn ra mình sẽ quết dầu ăn lên nha mọi người. Không có dầu ăn thì cái bánh nó ra cái màu không có đẹp. Mấy cái cuối tôi làm biếng quết dầu ăn quá nên nó ra cái màu nó hơi đen xíu. Rồi cái đầu tiên thử nghiệm nha, cũng hơi lo lắng dữ lắm mọi người. Cái lúc mà mình ẹp lại á thì mình phải lấy cái gì mình đè để cho nó không có hở ra nè. Cho mấy bạn coi một cái bánh bóng đêm. Sơ sẩy chừng chút xíu là nó bóng đêm ngay à. Rút kinh nghiệm lần đầu á thì lần thứ hai mình sẽ đổ bột ngay chính giữa, tự động tụi nó sẽ loang ra, không có cần mình phải đổ bột từng cái hình trái tim đâu nha mọi người. Rồi mình đậy lại, nhớ là phải lật trở đều, mà cái đoạn sau khi đổ bánh á thì phải vặn lửa nhỏ chứ nó không nó bóng đêm như cái đầu. Nhìn thấy chất lượng chưa? Thấy hơi bị được rồi đó, chắc là sắp cạnh tranh được với cái chị bán ở ngoài chợ rồi. Thấy cái màu được quá phải không mọi người? Làm cái bánh này thì cái đoạn pha bột rồi nướng thì thấy nó cũng đơn giản, nhưng mà nóng nha. Nóng nha mấy chị em. Mới đầu tôi còn định cạnh tranh với cái chị bán ngoài chợ, nhưng mà một hồi tính toán muốn xói cái tráng luôn thì tôi mới phát hiện là mỗi một cái nếu mà mình bán giống chị đó là lời có 300 đồng. Ủa alo, cái gì ngộ vậy? Hay là tại tôi đổ cái bánh chất lượng quá, còn chị đó đổ cái bánh nó hơi mỏng hơn. Mà đổ mỏng bánh đó là tôi làm không có được, bán là phải ra ngô ra khoai. Mà bán như thế này mà bán 5 cành một cái thì ai mà mua? Có bà nào mua không? Ai mua nhớ để lại bình luận để tôi biết, mà tôi còn triển nghe không. Bánh xé ra thì mềm, xốp, dẻo, dai, thấy là được đó. Rồi để ăn thử xem như thế nào nè. Đem lên tiệm bán. Trời ơi, để bán, ngon nè. Theo cái cảm nhận cá nhân của tôi thì cái bánh này nó dẻo, nó bùi, nó ngon hơn là cái chị bán ngoài chợ nhiều. Thiệt luôn á, mà tôi đâu có nghe cái mùi trứng gì đâu, mà chị hai tôi với mẹ tôi bảo là hơi hôi mùi trứng. Cho nên là bà nào mà nhạy với cái mùi trứng như chị hai tôi với mẹ tôi á thì thêm vani nha, chứ tôi là tôi thấy vậy là ngon rồi. Còn mấy ông anh của tôi thì ông bảo là cái bánh này nó dẻo quá, ông thích giòn hơn. Tôi nói trời đất ơi, bánh ta dẻo mà đồ giòn giòn đâu có. Cho nên là bà nào khoái giòn thì cho bột chiên giòn đi, chứ tôi thấy vậy là 10 điểm rồi, xuất sắc rồi, về chỗ được rồi nha. Nhà bà nào có sake thì làm thử cái cách này của tôi đi. Đây lần đầu thôi, lần hai là tôi đột phá, tôi sẽ cho thêm nhiều sake nữa xem là nó ra như thế nào. Thôi thôi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha.